Yo, hello anh em, hi hi. Chào mừng em quay trở lại với Genshin Impact và channel của mình. Mình đang rất nghiêm túc đây. Hello anh em, xin chào cả nhà nha. Trong những video trước thì mình có nhắn một cái dòng nho nhỏ đó là dự đoán banner của Ito sẽ có sớm. Nhưng mà sau cái hôm làm video đấy thì có quá nhiều nội dung và mình bị cuốn theo. Cho nên là đến hôm nay mình mới làm được cái video dự đoán banner Ito. Nhưng mà thực sự thì nó cũng không hề muộn một chút nào, bởi vì là banner Yula hay Abedo bây giờ còn đang rất hot và rất là vui, vẫn còn rất nhiều thời gian. Ok, cũng như truyền thống trong video dự đoán banner của mình thì mình cũng sẽ dựa vào những cái như là loại trừ hay là lịch sử banner, rồi tương tác nguyên tố giữa các nhân vật cũng như là những thông tin liên quan. Ok, mình xin nói trước đây là video chỉ mang tính chất giải trí, hoàn toàn không phải là leak, cho nên là anh em hãy xem nó với một sự ít nghiêm túc nhất có thể nha mọi người. Cảm ơn anh em. Và nếu như anh em thích series video dự đoán banner cũng như các video trên kênh của mình thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người. Ok, không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ vào dự đoán banner của Ito nha. Ok, để bắt đầu dự đoán thì mình sẽ loại đi nhóm lớn nhất, nhóm đầu tiên đó là nhân vật 5 sao và nhân vật League để cho cái bảng dự đoán nó được gọn đi. Nhóm thứ hai mình sẽ loại đi đó là bộ ba thủy tổ cho nó truyền thống và có vẻ anh em rất thích bộ ba này. Nhóm thứ ba mình sẽ loại đi đó là trong phiên bản Genshin Impact 2.2 có banner của Chai và Hu Tao, bao gồm nhân vật như là Chung Yun, Ninh Quang, Yến Phi và tiếp theo đó là Thoma, sau đó tới Seiyu và Dana là cuối cùng. Những nhân vật này thì thông thường ấy là sẽ không quay trở lại sớm, bởi vì chỉ trong một phiên bản thôi thì nó sẽ không quay trở lại đâu. Thường là trong phiên bản ví dụ như là Genshin Impact 2.3 hiện tại thì sẽ lấy nhân vật từ phiên bản gần nhất là Genshin Impact 2.1. Ok, phần loại trừ cuối cùng vừa xuất hiện trong banner của Abedo và Yula, chúng ta có Rosa, Noel và Bennett. Đây là những nhân vật 4 sao vừa xuất hiện trong banner của phiên bản Genshin Impact 2.3, không thể nào xuất hiện trong banner của Ito được. Ok, đây là giờ phút của sự thật này. Chúng ta còn những nhân vật sau là những nhân vật mà rất là triển vọng trong banner của Ito. Barbara, Bedo, Fist, Razor, Kurosara, Subroad, Jianglin, Xingqiu và Jinjan. Vậy mình sẽ dự đoán nhân vật 4 sao nào là nhân vật có mặt trong banner của Goru và Ito. Như anh em có thể thấy ở đây là trong đội dự bị 2 thì chúng ta có rất là nhiều nhân vật hệ lôi. Và trong đó thì có nổi bật nhất là Kurosara. Tại sao mình lại nói như thế? Như anh em thường nói để lại bình luận ấy là bao nhiêu phiên bản thì quay trở lại. Nhưng mà chuyện đó thì chưa chắc đã đúng đâu, bởi vì là công thức thì nó có thể thay đổi. Điều mình muốn nói ở đây đó là Kurosara là một nhân vật mà có mối liên hệ rất là chặt chẽ với cả Ito. Nói chung là trong Genshin Impact thì gần như là những người biết đến Ito thì đều biết đến Kurosara. Và ngược lại, hai người này có một mối liên hệ khá là nhập nhằng và đẩy thuyền ha, anh em thường nói là đẩy thuyền ghép cặp với nhau. Thế cho nên là mình nghĩ rằng là cái này là chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi, mình nghĩ rằng Miyazo họ sẽ nghĩ là tại sao chúng ta không cho Kurosara chung banner với cả Ito. Điều đó sẽ tạo ra một cái lý do, một cái cớ để cho người ta bàn tán và đồn đoán rồi lan truyền thông tin nhiều hơn, khiến cho cái banner nó được quảng cáo miễn phí. Đó chính là lý do mà mình nghĩ là Kurosara sẽ ở đây hay cho các nhân vật hệ lôi khác. Cùng với cái nguyên nhân mà anh em hay nói đó là nhân vật mới thì sau khoảng 3 banner, sau khoảng 3 vòng xoay thì sẽ quay trở lại ha. Ok, chính vì thế thì Kurosara theo mình sẽ là cái ứng cử viên sáng giá cho vị trí số 3 cho banner. Khi mà Kurosara nó đã bước chân vào đây ấy thì nghiễm nhiên là 3 nhân vật hệ lôi còn lại sẽ bị loại. Đây là một cái quyết định rất là mạo hiểm nhưng mà mình tin vào nó và mình hy vọng nó đúng, cho nên là mình sẽ chọn như thế. Ok, đó loại Bedo, Fist và Razor đi. Sau đó chúng ta còn khoảng 5 nhân vật còn lại và bây giờ là bước cuối cùng. Còn lại 5 nhân vật này thì mình cảm thấy nhân vật nào cũng rất là triển vọng. Trong đó thì nổi bật nhất là Barbara, bởi Barbara thì là một nhân vật mà đã rất lâu rồi không xuất hiện. Nếu mình đúng thì gần nhất lần xuất hiện của Barbara đó là phiên bản Genshin Impact 1.6, rất là lâu rồi. Thế cho nên là mình nghĩ rằng Barbara sẽ có cơ hội cao hơn để nhảy vào nhóm này. Dù sao thì Guru cần tới phải cùng mệnh 4 thì mới có thể bút máu được. Cho nên là mình nghĩ sự bổ sung của Vara đấy cũng hợp lý. Ngoài ra thì Ito, Guru và Sara đều là nhân vật mới. Nhiều người rất là muốn có cung bậy hoặc là muốn sở hữu. Cho nên là mình nghĩ rằng Vara vào đây để bán ké, bán kèm, bia kèm lạc cũng hợp lý. Nên là nhân vật đầu tiên mình chọn sẽ là Vara. Nhưng mà đó chưa phải là lựa chọn chắc chắn nhất. Dù sao thì đây là cũng là cái banner đầu tiên mà mình chọn banner Ito và Guru, bao gồm có Ito, Guru, Kuro, Sara và Vara. Ok. Về đội dự bị thì mình nghĩ rằng là đầu tiên hãy nói đến chuyện copy banner. Miyazo rất là lười, họ copy banner rất là nhiều. Lần gần nhất là copy banner của Yomiya với banner của Hu Tao. Hay là những cái banner trước đó là copy banner của Ayaka.
và try. Chính vì thế cho nên là mình nghĩ rằng nếu như họ có lười, bọn họ muốn copy banner đó, thì banner gần nhất xuất hiện của Kurosara đó chính là banner của Lôi Thần. Và trong banner của Lôi Thần thì có Subroth, cho nên là Subroth sẽ đưa lên giúp bị một. Và cái banner thứ hai nó sẽ là Ito, Goru, Kurosara và Subroth, có thể là như vậy. Đội dự bị 2 thì là nhân vật còn lại và nhìn cũng rất là triển vọng luôn. Mình cũng không thiên về nhân vật nào cả. Đây là cái dự đoán của mình những lần trước. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi từ đầu đến giờ. Và anh em nghĩ gì về dự đoán banner của Ito và Goru thì hãy để lại bình luận nha. Mong là anh em sẽ dự đoán chung với mình trong banner lần này nữa, bởi vì những cái bình luận của anh em về dự đoán banner cũng rất là thú vị. Còn về dự đoán banner vũ khí thì mình chỉ dự đoán nhanh thôi. Cái đầu tiên thì nó là chấn của Ito rồi, huyết giác phá thạch đao hay là xích giác phá thạch đao. Và cái thứ hai có thể thì đó là cái thương chấn của Zhongli. Mình chỉ nghĩ thế thôi. Thực sự là mình không có hứng thú lắm với việc dự đoán banner vũ khí. Rất hy vọng rằng những cái thông tin trong video này anh em sẽ cảm thấy nó thú vị. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Bye bye.